Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Bản tin COVID-19, chiều ngày 1 tháng 3, ca mắc COVID-19 mới tăng khủng khiếp, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca nhiễm trong 24 giờ. Hơn 2.600 trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 trong 2 tuần. Đà Nẵng, số F0 tăng cao khiến bệnh viện dã chiến quá tải. Loạn thị trường kit xét nghiệm và ký ức khẩu trang. Những trường hợp nào nên và không nên uống thuốc Molnupiravir. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Xin mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Bản tin COVID-19, chiều ngày 1 tháng 3, ca mắc COVID-19 mới tăng khủng khiếp. Cả nước ghi nhận gần 100.000 ca nhiễm trong 24 giờ. Kính thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 12.850 ca dương tính SARS-CoV-2, 4.265 ca cộng đồng, 8.585 ca đã cách ly. Đây là số F0 ghi nhận cao nhất trong ngày tại Hà Nội từ trước đến nay. Trong khi đó, theo dự báo, số mắc mới ở thủ đô vẫn tiếp tục tăng, có thể đạt đỉnh trong nửa tháng tới. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 994 ca, Sóc Sơn 951 ca, Hoàng Mai 788 ca, Bắc Từ Liêm 721 ca, Hoài Đức 702 ca. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 là 275.124 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 28 tháng 2, Hà Nam ghi nhận 925 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, tổng số ca bệnh cộng dồn toàn tỉnh Hà Nam là 14.409 ca bệnh COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh. Số bệnh nhân tử vong cộng dồn 21 trường hợp. Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 28 tháng 2, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 2.921 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.187 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cụ thể, huyện Hải Hậu 514 ca, thành phố Nam Định 466 ca, huyện Vụ Bản 276 ca, huyện Ý Yên 255 ca, huyện Nam Trực 266 ca, huyện Xuân Trường 218 ca, huyện Nghĩa Hưng 258 ca, huyện Trực Ninh 338 ca, huyện Giao Thủy 197 ca, huyện Mỹ Lộc 131 ca. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 28 tháng 2, Thái Bình ghi nhận 1.848 ca mắc COVID-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 1.035 ca, 813 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây. Cụ thể, huyện Quỳnh Phụ 209 ca, huyện Vũ Thư 185 ca, huyện Thái Thụy 145 ca, thành phố Thái Bình 74 ca, huyện Hưng Hà 64 ca, huyện Đông Hưng 61 ca, huyện Tiền Hải 44 ca, huyện Kiến Sương 31 ca. Ngày 28 tháng 2, Thanh Hóa ghi nhận 788 ca mắc COVID-19, trong đó có 204 ca cộng đồng, 491 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 93 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 42.804 bệnh nhân COVID-19, 37.257 người được điều trị khỏi được ra viện, 62 bệnh nhân tử vong. Trong 24 giờ qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận 3.865 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm qua, trong đó có 932 ca cộng đồng. Ngày 28 tháng 2, địa phương này có 4.593 bệnh nhân được điều trị khỏi, thêm 2 trường hợp tử vong. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 75.791 ca mắc COVID-19, 48.780 trường hợp đã khỏi bệnh, 105 bệnh nhân tử vong, hiện còn 26.906 bệnh nhân đang điều trị. Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 786 ca mắc COVID-19, trong đó có 583 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 15.076 ca mắc COVID-19. Trong ngày 28 tháng 2, tại Quảng Bình ghi nhận tất cả 1.735 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1.358 ca cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 639 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 22.923 ca mắc COVID-19, trong đó 13.122 người đã khỏi bệnh, 8.562 người đang tiếp tục điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Quảng Bình có 98,58% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 94,65% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi, 34,04% đã tiêm mũi 3. Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 978 ca mắc COVID-19, trong đó 329 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 14.337 trường hợp mắc COVID-19,
đang điều trị 1.355 trường hợp, đang điều trị 1.355 trường hợp, 19 trường hợp tử vong. Miền Tây đa số là F0 cộng đồng. Cà Mau ghi nhận 836 nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thành phố Cà Mau có đến 284 trường hợp. Trong ngày có 157 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tiền Giang có 270 ca dương tính, trong đó có 11 ca bằng phương pháp PCR và 259 ca test nhanh kháng nguyên, 102 ca điều trị khỏi và không có trường hợp nào tử vong. Bến Tre có thêm 177 ca mới, tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng, có 115 người điều trị khỏi, một trường hợp tử vong. Trà Vinh phát hiện 75 ca mắc mới, 96 trường hợp điều trị khỏi bệnh và 1 ca tử vong. Vĩnh Long thêm 65 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 36 ca cộng đồng, 27 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 2 trường hợp F0, 2 trường hợp F1 thành F0. Trong ngày, điều trị khỏi 16 ca, không ghi nhận ca tử vong. Hậu Giang ghi nhận 58 ca mắc mới, trong đó có đến 54 ca cộng đồng, điều trị khỏi 67 ca, 1 ca tử vong. Cần Thơ có thêm 39 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 35 ca bệnh tầm soát tại cơ sở y tế, 2 ca cách ly tại nhà, 2 ca trong khu cách ly. Trong ngày, 10 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong. Đồng Tháp phát hiện 27 người mắc COVID-19, cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận 48.073 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị 2.599 ca, trong đó 62 ca nặng và rất nặng, trong ngày 1 ca tử vong. Sóc Trăng, 23 ca mắc COVID-19 mới, điều trị khỏi 35 và không ghi nhận trường hợp tử vong. Ngày cuối cùng của tháng 2, số ca mắc mới COVID-19 trong cả nước tăng vọt lên 94.385 trường hợp, trong đó có đến 66.227 F0 cộng đồng, nhiều tỉnh thành lập đỉnh mới. Trong đó, các tỉnh dưới đây vượt hơn 1.000 F0 trong ngày, Hà Nội dẫn đầu với số mắc cao nhất 12.850 F0, tiếp đó là Quảng Ninh 9.105 ca, Nghệ An 3.958 ca, Bắc Ninh 3.572 ca, Hưng Yên 3.309 ca, Lào Cai 3.233 ca, Nam Định 2.921 ca, Phú Thọ 2.887 ca, Vĩnh Phúc 2.852 ca, Hòa Bình 2.493 ca, Lạng Sơn 2.439 ca, Hải Dương 2.337 ca, Tuyên Quang 2.287 ca, Đắk Lắk 2.276 ca, Hải Phòng 2.216 ca, Ninh Bình 2.196 ca, Sơn La 2.103 ca, Hà Giang 2.080 ca, Yên Bái 1.998 ca, Bắc Giang 1.986 ca, Thái Bình 1.848 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1.790 ca, Quảng Bình 1.735 ca, Lai Châu 1.663 ca, Thái Nguyên 1.492 ca, Bình Phước 1.232 ca, Cao Bằng 1.201 ca, Đà Nẵng 1.128 ca, Khánh Hòa 1.117 ca, Điện Biên 1.018 ca. Hơn 2.600 trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 trong 2 tuần. Kính thưa quý vị, tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 1 tháng 3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ghi nhận, từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, trên địa bàn thành phố có 2.609 trẻ mắc COVID-19. Trong đó, nhóm từ 0 đến 6 tuổi là 505 ca, từ 7 đến 11 tuổi là 1.005 ca, từ 12 đến 15 tuổi là 587 ca, từ 16 đến 18 tuổi là 512 ca. Tại 3 bệnh viện nhi đồng của Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 2, tổng số ca bệnh nội trú ghi nhận 197 trẻ, có 519 ca được phát hiện qua khám sàng lọc trong khu vực phòng khám ngoại trú với 33 ca nhập viện. Trong số 9 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp, có 3 ca phải thở máy, bà Huỳnh Mai nói. Trong khi đó, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy số ca mắc COVID-19 ở các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao. Ngày 21 tháng 2 phát hiện 285 ca, ngày 22 tháng 2 là 219 ca, ngày 23 tháng 2 là 178 ca, ngày 24 tháng 2 là 185 ca, ngày 25 tháng 2 là 216 ca. Dự báo, với sự lưu hành của biến chủng Omicron trên địa bàn, thời gian tới, số ca nhiễm sẽ có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh có con em là học sinh trong nhóm mắc COVID-19 hoặc F1 phải cách ly theo quy định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công nhận kết quả xét nghiệm tại nhà của học sinh. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi phụ huynh học sinh tuyệt đối không gian lận kết quả xét nghiệm để tránh nguy cơ COVID-19 lây nhiễm trong trường học.
Đà Nẵng, số F0 tăng cao khiến bệnh viện dã chiến quá tải. Kính thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu thu dung điều trị ca mắc COVID-19 tại các bệnh viện tách đôi, bệnh viện chuyên khoa, tư nhân để giảm tải cho bệnh viện dã chiến. Ngày 28 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, trong những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 tăng cao với 200 ca nặng hiện nay gây ra tình trạng quá tải tại bệnh viện dã chiến. Do đó, Sở Y tế cần quán triệt cho đơn vị, trung tâm y tế quận, huyện phải hỗ trợ. Trung tâm y tế quận, huyện phải hỗ trợ nhân viên y tế cho bệnh viện dã chiến, xem xét việc xác nhận mắc COVID-19 do người dân tự test nhanh qua giám sát của nhân viên y tế. Để giảm tải nguồn nhân lực, Sở Y tế cần thống nhất việc mua sắm sinh phẩm ở các địa phương. Trong tháng 3, Sở Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố về dự kiến số ca F0 nặng để Ban chỉ đạo có định hướng điều chỉnh việc đi học của học sinh, điều phối lực lượng nhân viên y tế, đồng thời Sở phải báo cáo Ban chỉ đạo về số nhân viên y tế bị mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản khẩn về việc chuẩn bị học trực tuyến và trực tiếp để các địa phương, các trường có thông tin thực hiện. Phát biểu tại buổi họp, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, thông tin thời gian qua, số lượng học sinh đến trường giảm so với ngày đầu tiên đi học lại. Các cấp học xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cả giáo viên, học sinh nên việc tổ chức học lại gặp nhiều khó khăn. Một số trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến. Bà Lê Thị Bích Thuận đề nghị các quận huyện tiếp tục quan tâm, có chỉ đạo, theo dõi kỹ hơn nữa, linh hoạt giao quyền quyết định cho các hiệu trưởng các trường học, khối trung học cơ sở, tiểu học có quyền chuyển đổi hình thức dạy trực tiếp sang trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Loạn thị trường kit xét nghiệm và ký ức khẩu trang. Kính thưa quý vị, trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của tôi có rất nhiều người kinh doanh online như một nghề thứ hai để tăng thu nhập. Những mặt hàng bán chạy nhất giai đoạn này hẳn nhiên là khẩu trang, kit test, xét nghiệm virus SARS-CoV-2, các loại thực phẩm chức năng và thậm chí là thuốc xách tay, dù hầu hết không phải dược sĩ và có lẽ cũng không được cấp phép. Tôi không phán xét điều gì ở đây cả. Tuy nhiên, trong khi các trung tâm y tế khủng hoảng thiếu kit test thì những người tiêu dùng như tôi chỉ ở nhà, nếu muốn mua cũng không phải không có cách. Chỉ cần đặt hàng thì sẽ có và người ta ship đến tận nhà, miễn là chấp nhận mức giá đang ngày một gia tăng. Một người bạn nói với tôi, chị đang ngừng nhập mặt hàng này dù nhu cầu của khách hàng lớn. Lý do đơn giản, giá nhập quá cao và nếu bán cao hơn thì sợ bị chửi. Giá kit test tăng chóng mặt, kit test khan hiếm là những gì được phản ánh trong những ngày gần đây. Các nhà thuốc có nơi chỉ bán cho mỗi người 3 bộ kit test vì không đủ hàng. Còn lại, các trung tâm y tế, nhiều nơi phải ngừng dịch vụ test nhanh và nếu người dân có nhu cầu phải tự mang kit test đến. Nhu cầu test nhanh lên cao trong bối cảnh số lượng F0, đặc biệt các ca mắc cộng đồng tăng vọt. Riêng tại Hà Nội, có ngày số F0 mới lên tới 10.000 ca. Nhìn vào thị trường kit test hiện nay, tôi chợt nhớ đến giai đoạn trước với mặt hàng khẩu trang. Khi mà mới phong thanh tin về dịch bệnh thì các nhà thuốc đã báo khan hàng. Một hộp khẩu trang có những thời điểm lên tới nửa triệu đồng. Lúc đó, các bác sĩ còn phải kêu gọi người dân nên dùng khẩu trang vải và nhường khẩu trang y tế N95, N99 cho tuyến đầu chống dịch. Hiện khẩu trang đã bình ổn giá thì lại đến kit test khan hiếm và loạn giá. Một cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế tổ chức trong ngày 23 tháng 2. Tại cuộc họp này, Bộ Y tế cho biết đã cấp phép 169 trang thiết bị y tế, sinh phẩm chuẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2. Có 14 sản phẩm sản xuất trong nước và 155 sản phẩm nhập khẩu, gồm 56 sản phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền, 83 sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 sản phẩm xét nghiệm kháng thể kháng COVID-2. Các trang thiết bị y tế, sinh phẩm chuẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 là các trang thiết bị y tế loại C, D nên khi lưu hành trên thị trường phải được cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định. Các cơ sở kinh doanh loại sản phẩm này phải công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại C, D theo quy định của Nghị định số 98 năm 2021, Nghị định Chính phủ ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Tôi không có chuyên môn về y dược, cũng chẳng phải là một nhà kinh doanh, nhưng có một lý thuyết cơ bản về cung cầu trên thị trường mà tôi nghĩ ai cũng đều nhìn thấy được. Đó là cầu tăng, cung hạn chế thì giá leo thang. Bởi vậy, để giải quyết vấn đề này phải đi từ cả phía cầu và phía cung. Về cầu, như báo chí cũng đã khuyến nghị, việc người dân lo lắng mắc COVID-19 và test liên tục để kiểm tra là không cần thiết. Giá kit test trở lên đắt đỏ,
có gia đình tốn cả chục triệu đồng tiền mua kit test để rồi đăng ảnh báo cáo với mạng xã hội, có đáng không? Rồi một khi phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2, sáng một lần test, chiều một lần test chỉ để ngóng chờ vạch thứ hai mở đi, có lãng phí quá không? Vậy nên, nếu số kit test trên thị trường khan hiếm thì dẫu chúng ta có bức xúc nhưng cũng đâu vô can. Còn về phía cung, có lẽ cơ quan quản lý cần xem lại về năng lực cung ứng trên thị trường. Mặc dù sản phẩm phong phú lên cả trăm loại nhưng kit test vẫn chủ yếu được nhập khẩu. Nếu khẳng định sản xuất và nhập khẩu đủ thì tin khan hàng liệu có phải chỉ là chiêu trò của một bộ phận nhằm tăng giá trục lợi? Quản lý thị trường cần vào cuộc để dập loạn. Nếu có tình trạng găm hàng để thổi giá, đưa vào hàng giả hàng nhái để kinh doanh trục lợi trên nỗi bất an của đồng bào thì phải phạt nặng, thật nặng.